Trên thế giới, Philippines vẫn hợp tác với các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen Ngành sản xuất của châu Á có dấu hiệu hồi phục trở lại trong quý 2 2020 Phim của cố diễn viên Chadwick Boseman thống trị các bạn xếp hạng Tại Việt Nam, ngành chăn nuôi gia cầm đang rơi vào tay các đại gia nước ngoài Sau một tháng thực thi EVFTA xuất khẩu vào EU khả quan 37% người trẻ có kế hoạch bắt đầu kinh doanh Hàng loạt khách sạn 4 năm sau ở thành phố Hồ Chí Minh giảm giá 50% nhân dịp 2 tháng 9. Vĩnh Phúc xin chào quý vị đến với bản tin kinh tế FBNC. Thưa quý vị, người phát ngôn của Tổng thống cho biết hôm thứ Ba Philippines sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng với các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen và sẽ đưa ra quyết định của riêng mình, chứ không cần tuân theo lời của bất cứ một quốc gia nào khác. Tổng thống Rodrigo Duterte đang phải chạy đua với thời gian để đạt được bước tiến trong cuộc đại tu cơ sở hạ tầng trị giá là 180 tỷ đô la Mỹ của mình. Trong số các công ty bị đưa vào danh sách đen có China Communication Construction Co, tập đoàn xây dựng cơ sở hạ tầng và vận tải. Năm 2019, thì tập đoàn này hợp tác với một số đối tác địa phương ở bang Cavite để xây dựng sân bay gần Manila trị giá 10 tỷ đô la. Các nhà máy ở châu Á tiếp tục cho thấy các dấu hiệu hồi phục trong tháng 8 khi chỉ số nhà quản lý mua hàng PMI Kaizen Markets của Trung Quốc trong quý 2 đã tăng lên là 53,1. Trung Quốc đã làm giấy lên hy vọng về sự hồi phục vững chắc hơn của nhu cầu toàn cầu, giảm áp lực lên các nhà hoạt định chính sách để thực hiện các bước mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn suy thoái. Theo khảo sát của ngân hàng Ojibwe Nhật Bản, thì nước này có chỉ số PMI tăng lên mức là 47,2 trong tháng 8, trong khi đó, thì chỉ số PMI của Hàn Quốc cũng đã tăng lên là 48,5 trong tháng 8, từ 46,9 trong tháng 7, mức cao nhất kể từ tháng 2. Nên kinh tế toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng đang dần thoát khỏi cuộc suy thoái do khủng hoảng sức khỏe nhờ vào những chương trình kích thích tài chính và tiền tệ lớn. Theo thống kỳ chính thức của chính phủ, chỉ số PMI tháng 8 của Trung Quốc ở mức 51 giảm 0,1 so với tháng 7, trong khi chỉ số PMI phi sản xuất tăng lên 55,2 so với 54,2 của tháng trước. Các nhà phân tích cho rằng điều này một phần là do các gia đình đổ xô đi nghỉ sau khi lệnh phong tỏa vì đại dịch Covid-19 được gỡ bỏ, song chỉ tiêu dùng dành cho thị trường nội địa vì các hoạt động du lịch nước ngoài vẫn còn hạn chế. Ngoài ra thì chỉ số PMI chưa khởi sắc của Trung Quốc cho thấy lũ lụt trên diện rộng đã làm ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng hàng hóa được sản xuất. Một phần là do một số nhà máy lớn đã bị lũ lụt làm hư hại nặng nề đến mức các kiểm toán viên bảo hiểm thậm chí còn chưa thể ước tính được thiệt hại theo chuyên trang Nikkei Asian Review. Ngân hàng dự trữ Úc sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất vào lúc 4 giờ 30 giờ thế giới vào thứ ba. Theo các chuyên gia kinh tế dự báo thì chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục đó là 0,25% và duy trì chính sách kiểm soát đường cong lãi suất. Ngoài ra các chuyên gia cũng cho rằng chính sách hiện trạng có thể sẽ có tác động không đáng kể đến các cặp tiền tệ bao gồm đô la Úc. Dù vậy thì họ tin là RBA có thể sẽ cố gắng giảm giá đô la Úc vì cặp đô la Úc trên đô la Mỹ đã tăng gần 1.400 điểm thập phân trong năm tháng rưỡi vừa qua. Dự kiến thì cấp tiền tệ này có thể tăng hơn nữa khi cùng dự trữ liên bang vượt quyết định áp dụng một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn để kiểm soát lạm phát. Bộ trưởng Bộ Lao động Elizabeth Paul của Pháp cho biết hôm thứ Ba các công ty nước này sẽ có khoảng một tuần để áp dụng các quy định mới nghiêm ngặt hơn về việc bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Bà Paul đã nói với LCI TV rằng nhân viên làm việc độc lập hoặc trong không gian làm việc mở, nơi có tương đối ít nhân viên với khoảng cách giữa các công nhân lớn thì sẽ không cần phải đeo khẩu trang. Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Luis de Guindos cho biết hôm thứ ba, nền kinh tế khu vực đồng euro đã phục hồi mạnh mẽ trong quý 3. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này giảm nhẹ so với sự phát triển mạnh mẽ trong tháng 7. Phó chủ tịch ECB cũng cho biết ông dự kiến lạm phát sắp tới của khối sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn hạn, mặc dù ông dự kiến lĩnh vực sẽ phục hồi vào năm 2021. Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index thì tài sản của ông Elon Musk đã tăng lên là 115 tỷ đô la Mỹ vượt 4 tỷ đô la Mỹ so với CEO của Facebook là Mark Zuckerberg, giúp ông Musk đã thay thế Zuckerberg trên vị trí người giàu thứ ba thế giới. Tài sản của vị tỷ phú này đã tăng 87,8 tỷ đô la chỉ trong năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là do mức tăng gần 500% đầy ấn tượng chưa có dấu hiệu dừng lại của tổ cổ phiếu Tesla. Vào tháng 7, thì ông Musk cũng nhận được 2,1 tỷ đô la lợi nhuận từ cổ phiếu khi giá trị vốn hóa thị trường của công ty công nghệ này đạt mức là 150 đô la cho một cổ phiếu. Ngoài ra thì ông còn hưởng lợi từ một trong những phần tiền lương cao nhất giữa giám đốc điều hành và hội đồng quản trị của công ty. Gần đây thì các phim của cố diễn viên Chadwick Boseman đang lần lượt thống trị hai bảng xếp hạng của Apple và Amazon do các fan đang coi lại những bộ phim của anh để tưởng nhớ cố nghệ sĩ qua đời vì ung thư ruột kết. Cụ thể đó là 42 là bộ phim mà Boseman đóng vai huyền thoại bóng chày Jackie Robinson hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng iTunes của Apple. Black Panther của Marvel Studios đứng ngay sau đó ở vị trí thứ tư. Marshall, một bộ phim tiểu sử có Boseman đảm nhận vai cựu thẩm phán tòa tối cao Toward Marshall ở vị trí thứ bảy và 21 Bridges, một bộ phim hành động với sự tham gia của postman chỉ nằm ở vị trí thứ 12. Ngoài ra thì 21 Bridges và Black Panther cũng nằm trong số những tác phẩm bán chạy nhất trên Amazon. Sau khi hội ý thống nhất ban tổ chức La Liga đã chính thức công bố lịch thi đấu mùa giải 2020-2021, theo đó thì giải vô địch Tây Ban Nha sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Theo kế hoạch thì ở ngày mở màn Real Madrid sẽ đối đầu với Getafe đội bóng xếp thứ 8 ở mùa giải trước. Trong khi đó thì Barcelona gặp Elche, câu lạc bộ vừa thắng hạng. Tại vòng đấu đầu tiên thì Real Barca và Sevilla được nghỉ thi đấu do vừa chinh chiến ở cúp châu Âu hồi đầu tháng 8. Những cuộc đối đầu của ba câu lạc bộ này sẽ được dơ lại ở các ngày thi đấu tiếp theo. Cái trận cầu siêu kinh điển giữa Real và Barca cũng đã được xác định về thời gian. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 trên sân Camp Nou và trận lượt về được tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2021 tại Santiago Bernabeu. Cũng liên quan đến La Liga thì tiền vệ David Silva đã được thông báo đó là nhiễm virus SARS-CoV-2 không lâu sau khi anh trở về Tây Ban Nha để khoác áo Real Sociedad. Trên Twitter của câu lạc bộ Sociedad thông báo David Silva dương tính với nCoV trong buổi xét nghiệm diễn ra tại phòng khám Kibuswa. Tiền vệ này không có triệu chứng và đang tự cách ly. Silva thì mới trở về quê nhà sau 10 năm khoác áo Man City ở Anh. Trước đó, tiền vệ 34 tuổi từng tỏa sáng ở La Liga trong màu áo của Valencia. Các cổ động viên Sociedad hy vọng được thấy Silva thi đấu ở trận mở mang mùa giải sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 9 sắp tới gặp Real Valladolid. Thưa quý vị, chúng ta đến với những thông tin kinh tế trong nước. Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khu vực kinh tế trong nước của Việt Nam tiếp tục là điểm sáng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước 8 tháng qua ước tính đạt hơn 336 tỷ đô la, xuất siêu ước đạt 11,9 tỷ đô. Trong khi đó, thì khu vực kinh tế trong nước có kim ngạch xuất khẩu đạt 60,8 tỷ đô, tăng 15,3%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 113,3 tỷ đô, chiếm 65,1% tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 4,5%. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng, tiếp đến là Trung Quốc, EU và ASEAN. 8 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp Việt Nam chỉ tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng là 9,5% của năm 2019. Trong đó, thì ngành chế biến, chế tạo tăng 3,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%, riêng ngành khai khoáng giảm 7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 trên toàn cầu đã làm chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, đồng thời dịch bùng phát trở lại ở một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 7, đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phục hồi của sản xuất về công nghiệp. Một số sản phẩm chủ lực đã giảm ở mức đó là hai con số so với cùng kỳ, là bia giảm 14,8%, dầu thô khai thác giảm 14%, ô tô giảm 12,5%, khí hóa lỏng LPG giảm 12,1%. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết dự kiến sản lượng điện thương phẩm cả năm 2020 dự báo ở mức đa khoảng 214,3 tỷ kW, tăng 2,16% so với năm 2019. Có thể thấy tác động của dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến tình hình sử dụng điện của các khách hàng khi mà đợt dịch Covid-19 tái phát lần 2 bắt đầu từ cuối tháng 7. Đặc biệt đối với các ngành thành phần phụ tải, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, và theo EVN thì cung cấp điện năm 2021 về cơ bản sẽ đảm bảo nếu không có các diễn biến cực đoan bất thường về thủy văn và tiến độ các dự án nguồn điện mới. Bà Phạm Châu Giang, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Việt Nam cho biết trong ngành gà thịt thì các doanh nghiệp có thị phần lớn tại Việt Nam đều có 100% vốn đầu tư nước ngoài, gồm CP Thái Lan, Jaffa Indonesia, Everest Malaysia, ngoài ra còn có CJ Hàn Quốc, Belga, Bỉ. Doanh nghiệp Việt còn lại một thị phần rất nhỏ, những doanh nghiệp thuần Việt trong ngành chăn nuôi gia cầm đang rất vất vả khi mặt bằng giá thịt gà thì quá thấp do phải cạnh tranh với gà nhập khẩu giá rẻ. Cái lợi trước mắt đó là người tiêu dùng Việt thì sẽ được mua thực phẩm giá rẻ. Nhưng nếu không có biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước, tương lai khi các đại gia nước ngoài thu tóm xong thị trường gia cầm, tình thế này sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau một tháng, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu để có kết quả khả quan. Từ đầu tháng 8 đến nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU có số lượng đơn hàng tăng khoảng 10% so với tháng trước. Bộ Công Thương cho biết nước ta có lợi thế về sản xuất xuất khẩu nông lâm thủy sản, còn EU lại có nhu cầu lớn các mặt hàng này, với giá trị nhập khẩu chiếm 8,4% tổng giá trị nhập khẩu hàng năm. Dưới địa tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường châu Âu là vô cùng lớn. Tuy nhiên, để tận dụng được một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa những lợi thế từ Hiệp định EVFTA, Việt Nam cần có giải pháp chiến lược để nâng cao về chất lượng hàng hóa, cũng như là thay đổi tư duy về phương thức xuất khẩu. Theo báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam được thực hiện bởi Hội đồng Anh, 37% người tham gia khảo sát cho biết họ có kế hoạch bắt đầu kinh doanh, trong đó thì 20% dự định thực hiện kế hoạch trong 5 năm tới. Cũng theo báo cáo này, thì người trẻ quan tâm đến các lĩnh vực gồm shop thời trang, thực phẩm và đồ uống, siêu thị mini và nông sản. Đặc biệt, nhiều người trẻ xem cửa hàng thời trang trực tuyến là mô hình lý tưởng với mức sinh lời cao, Bên cạnh đó, những người trẻ cũng cho rằng việc khởi nghiệp sẽ chú trọng hơn về chất lượng chứ có thể sẽ không còn sôi động như trước. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 lần thứ ba với hàng loạt các chương trình ưu đãi giảm giá phòng của các khách sạn trên địa bàn, hay giảm giá tour khám phá Thành phố Hồ Chí Minh và các địa điểm lân cận. Theo đó, các khách sạn 4-6 sao đều giảm hơn 30% so với ngày thường, cũng thêm nhiều ưu đãi đi kèm các tour tham quan khám phá các địa điểm ở thành phố như là du ngoạn bằng thuyền trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghe hay tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, di tích lịch sử chiến khu đường sát Cần Giờ cũng đồng loạt giảm giá từ 20 đến 30%. Qua đó thì các doanh nghiệp du lịch cũng đảm bảo là tất cả các sản phẩm và dịch vụ sẽ được thực hiện biện pháp vệ sinh phòng dịch an toàn. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại các bến phà trong dịp lễ quốc khánh 2 tháng 9, tại tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phà An Giang đã chủ động huy động 49 chiếc phà trọng tải từ 30 đến 200 tấn hoạt động liên tục tại 8 bến, đồng thời yêu cầu giám đốc các xí nghiệp phà tổ chức nhân sự phương tiện được bố trí để phục vụ và đảm bảo giao thông thông suốt. Giám đốc các xí nghiệp phà đã phối hợp với các lực lượng địa phương để giữ gìn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phương phân luồng giao thông, đảm bảo về phần giao thông thông suốt tránh ồn ứ. Các phòng nghiệp vụ theo chức năng được phân công thường xuyên để giữ liên lạc và phối hợp hỗ trợ các đơn vị kịp thời khắc phục các điểm không phù hợp phát sinh trong ngày phục vụ lễ. Tại hội nghị triển khai nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Thanh Hóa được xác định là trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa thể thao. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho Thanh Hóa mà còn có ý nghĩa lớn đối với cả nước. Với tiềm năng của mình thì Thanh Hóa sẽ tạo ra sức lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của hầu như là toàn bộ các tỉnh phía Bắc. Thống kê từ văn phòng cục hải quan Bà Rịa Vũng Tàu, kim ngạch xuất khẩu dầu thô trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu đang tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8 thì số thu ngân sách của địa phương từ dầu thô đạt mức là 1.300 tỷ đồng và đây vẫn là nguồn thu chủ lực trong cơ cấu tổng thể thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, những tháng còn lại của năm 2020, tình hình dịch Covid-19 toàn cầu đang dịu xuống, cuộc chiến dầu lửa Nga Trung Đông bước sang giai đoạn giảm nhiệt cũng là thời điểm giá dầu thế giới sẽ tăng lên. Theo đó thì nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô của Bà Rịa Vũng Tàu cũng được dự báo có mức tăng khả quan. Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa cho biết đã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền toàn thắng thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó tính đến hết tháng 8 năm 2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam chỉ còn là 20 doanh nghiệp, giảm trên 30% so với cuối năm 2018. Và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn nhượng quyền toàn thắng có nghĩa vụ niêm yết công khai thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại trụ sở chính tại chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh và công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Những ngày qua, thì giá chuối sim ở tỉnh Kiên Giang bất ngờ tăng vọt trở lại lên mức từ 9 đến 10 ngàn đồng cho một nải với thời điểm xuống thấp nhất chỉ có là 2 ngàn đồng mỗi nải. Huyện U Minh Thượng là địa phương có diện tích trồng chuối sim lớn nhất tỉnh Kiên Giang, Toàn huyện có trên 1.500 hecta chuối, chủ yếu tập trung ở các xã vùng đệm vùng quốc gia U Minh Thượng, là Minh Thuận và An Minh Bắc. Từ đầu tháng 8 cho đến nay, thì chuối trái bất ngờ hút hàng trở lại, do có nhiều thương lái đi thu mua, đẩy giá tăng cao, người trồng chuối thì rất phấn khởi. Với giá này, thì nông dân trồng chuối có thu nhập cao bù đắp phần nào được nguồn thu nhập bị sụt giảm và mức giá kéo dài từ tháng 8 năm 2019 đến nay. Nông dân các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch vụ hè thu 2020 trong niềm vui trúng mùa và được giá. Hiện tại, thương lái cần lúa tươi tại ruộng có giá dao động từ 5.400 đến 6.800 đồng mỗi ký, tùy theo giống. Với mức giá này, sau khi trừ đi chi phí sản xuất, thì nông dân có được nguồn lợi nhuận khoảng từ 25 đến hơn 30 triệu đồng mỗi hectare. Theo Sở Công Thương, các tỉnh trong vùng thì giá lúa tăng mạnh trong những ngày qua là do Việt Nam có nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo, từ đó đã kích thích về thị trường kinh doanh, mua bán lúa gạo trong nước sôi so động hơn. Dự báo thì giá lúa sẽ còn tăng do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng nhất là tại các nước bị thiệt hại nặng do dịch bệnh hay thiên tai. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn thu sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Theo đó yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện công khai mức thu học phí và các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện đều công khai tất cả các khoản thu phải được đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh, trong đó nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ hay chi hộ. khi thu thì các trường phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu chi và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.